ngày 17 tháng 6, Trần Hữu Tính, 35 tuổi và Nguyễn Hoàng Phi, 32 tuổi bị Công an quận 8 khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. cả hai làm nghề diễn viên và đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hữu Tính, Hoàng Phi, nghệ danh Phi Nguyễn, từng cùng tham gia tiểu phẩm hài Bến Thượng Hải trong chương trình Cười xuyên Việt giúp tên tuổi nhóm Xpro được nhiều người biết đến. riêng Hoàng Phi, ngoài đóng phim, diễn viên này cũng thường xuyên tham gia game show và làm DJ. Sau khi thông tin diễn viên Hữu Tính bị bắt, thì cư dân mạng bàn tán và cho rằng Nguyễn Hoàng Phi, 32 tuổi, bị nhắc tên cùng với Hữu Tính là diễn viên Hoàng Phi trong phim Cây Táo Nở Hoa. Tuy nhiên điều này không đúng. Ngay sau đó, diễn viên Hoàng Phi đã có dòng chia sẻ trên trang cá nhân. Anh viết, tôi tên Lê Hoàng Phi và tôi vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày. Trong tuần tôi đi quay, cuối tuần tôi đi diễn kịch tại sân khấu. Ai muốn thấy tôi thì tới sân khấu Thế Giới Trẻ coi tôi diễn kịch nha đây được xem là cách hoàng phi phủ nhận thông tin liên quan đến ồn ào sử dụng chất cấm